Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Format, một mẫu địa hình được mang thương hiệu của Nga, được trang bị bộ chuyển động Alivio, bộ đề trên Nasira. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chiếc xe cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì là nhôm màu sơn nguyên bản. Còn là xe bãi qua quá trình sử dụng nên là có một vài vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Hạt đĩa trước là Asira, sau là Alivio. Máy ơ cúi lỗ dưới tách. Rồi trang bị bộ phanh dầu Shimano, đôi tay bấm Masera. Giảm sóc Santur. Vành bánh là 26 inch. Bây giờ sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe cho các xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác hỏi là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm, từ khóa cục yên đến tâm cổ phốt là 58 cm. Chiếc xe này có cái gióng ngang nó rất là dài, và cái gióng thẳng của nó thì ngắn, thì nó phù hợp cho các bác từ khoảng 1m60 đến 1m71, 1m72 như vậy. Chiếc xe này bên em đang bán với giá là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới về những chiếc xe khác mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.